Chào tất cả mọi người đã quay lại kênh Biết Đâu Được. Hôm nay chúng ta có gì nào? Cậu sếp bị game thủ Việt ném đá dữ dội vì chơi Master Yi thần kiếm đủ theo cậu sếp. Cậu sếp từ lâu đã nổi tiếng trong cộng đồng Liên minh Huyền thoại Việt Nam nhờ phong cách vui vẻ và gần gũi. Rất nhiều game thủ đam mê vị tướng Master Yi đã học hỏi, thậm chí là copy nguyên lối lên đồ hay ngọc bổ trợ của anh chàng streamer này. Thời gian gần đây thì anh chàng nghĩ ra phong cách mới là Master Yi thần kiếm Muramana với ngưỡng sức mạnh cực kỳ lớn ở giai đoạn giữa trận. Đương nhiên là để sử dụng tốt lối chơi này thì bạn phải có một đồng đội đủ tốt ở các đường để trận đấu không bị nát quá sớm và Master Yi có thể farm đủ đồ. Chuyện này trong rank đơn thì giống như tung đồng xu vậy, lúc thì bạn sẽ gặp đồng đội hay, lúc lại gặp tà nên chơi Master Yi cũng cực kỳ hên xui. Tuy nhiên thì game thủ thông thường không hiểu được điều này và áp dụng Master Yi thần kiếm một cách máy móc và dẫn tới những ác cảm của game thủ với phong cách này. Thậm chí mỗi khi có một game thủ dùng Master Yi thần kiếm lại bị nói là đú khâu xếp và khiến cho rank Việt ngày một trở nên toxic. Thậm chí trong buổi stream gần đây của chính khâu xếp, anh chàng này cũng bị chửi vì lý do tương tự khi áp dụng Master Yi thần kiếm vào một trận xếp hạng. Về cơ bản thì lối chơi Master Yi thần kiếm Muramana có nguyên lý hoạt động giống với phong cách ngọn đuốc rực cháy trước kia. Bạn sẽ dành phần lớn thời gian để farm trong rừng và đạt ngưỡng sức mạnh ở giai đoạn về sau. Thay vì farm đủ quái lớn thì bạn sẽ tích số của thần kiếm. Điểm chung của lối chơi này là bỏ mặc đồng đội và tập trung vào mục tiêu của mình. Vì thế nó gây ra ác cảm với game thủ. Có vẻ như số lượng trẻ trâu áp dụng lối chơi Master Yi thần kiếm ở máy chủ Việt Nam đang quá nhiều và gây ra tình trạng ở trên. Đúng là lối chơi thì không sai, chỉ có người chơi chưa đủ trình độ để sử dụng tốt. Tuy nhiên với Master Yi thần kiếm thì nó không hợp lắm với rank Việt. Giao tranh có thể nổ ra ở bất kỳ thời điểm nào mà bạn khó lòng farm yên ổn trong rừng nếu chơi quá bị động như vậy. Thậm chí, chuyện game đấu, an bài trước khi bạn farm đủ đồ là điều thường xuyên xảy ra. Hy vọng rằng Khosef sẽ nghĩ ra một lối chơi, phong cách lên đồ nào đó mang tính chiến đấu cao hơn để những game thủ học theo trở nên có ích hơn với đồng đội. Rồi làm gì nhau hả? Mày quay lại đó hả? Ê, giữa đây đứng nhanh. Đây hay. Rồi chị ra, chị ra. What? Ê, trời ơi, nó qua nó dí anh má ơi. Hay quá, nó từ bỏ hy vọng à. Học hỏi cách thắng đường triệt để với John xạ thủ của Faker, hồi máu là thứ tồn tại duy nhất. John từ khi ra mắt tới nay được người chơi thử nghiệm ở rất nhiều vị trí khác nhau, từ đường đơn cho tới hỗ trợ. Tuy nhiên game thủ Liên minh Huyền thoại thường cố định một lối lấy ngọc bổ trợ và phong cách chơi nhất định với vị tướng này, và nó không phù hợp với những vị trí đặc thù như xạ thủ hay đi rừng. Hệ quả là dẫn tới tình trạng chết quá nhiều và thua trận một cách đáng tiếc. Mãi tới khi Faker động tới vị tướng này thì chúng ta mới có một cái nhìn chính xác về cách chơi John đường dưới. Có thể nói là cách chơi của đại bộ phận game thủ khi sử dụng vị tướng này đã sai cách hoàn toàn. Với việc John là một tướng cận chiến, đối thủ thường sẽ là xạ thủ bình thường. Việc bạn bị cấu rỉa là cực kỳ thường xuyên. Nếu sử dụng những điểm ngọc cộng sát thương quá nhiều thì bạn sẽ rơi vào tình trạng chưa chạm được vào người địch đã bị cấu máu gần chết rồi. Vì thế, Faker đã sử dụng điểm ngọc bước chân thần tốc để trụ đường tốt nhất có thể. Bên cạnh đó, thì nhánh phụ có điểm ngọn gió thứ hai sẽ giảm thiểu rất nhiều khả năng cấu máu từ đối thủ. Cách mua đồ khởi điểm. Cách mua đồ khởi điểm của Faker cũng đồng bộ với tư duy kệ trên, khiến đồ rank cho khả năng giảm sát thương và hồi phục tốt. Vì thế, nó là thứ thích hợp nhất để sử dụng cho John đường dưới. Hơn nữa, điểm mà chúng ta nên học tập từ Faker đó là sử dụng ngọc lan tràn ở nhánh phụ để bổ sung máu. John dù là tướng cận chiến nhưng có chỉ số máu cực kỳ thấp, nếu không có trang bị cộng máu thì ở cấp độ 18, vị tướng chỉ có 1996 máu mà thôi. Lan tràn sẽ khắc phục phần nào điểm yếu này. Cách chơi của Faker ở giai đoạn đầu trận sẽ dựa rất nhiều vào cấp độ của tướng. Ở cấp độ 1 thì John sẽ tập trung vào việc ăn lính từ quy tự kiếm. Điểm đặc biệt trong cách chơi của Faker là anh không dùng lần quy thứ 3 để lao lên ở cấp 1, nên nhớ rằng bạn đang đi đường dưới và chỉ một pha lao lên không hợp lý thôi là dễ bị cấu máu và thua thiệt ở đầu trận. Faker thường đợi tới khi hết hiệu ứng của quy thứ 3 để tiếp tục blast hit, chứ không vội vàng lao lên đánh nhau với kẻ địch. Mọi thứ sẽ thay đổi ở cấp 2 khi có kỹ năng E xuất hồn. Faker không cần phải gây một lượng sát thương quá lớn hoặc đánh nhau tới chết.
Thay vào đó là cấu rẽ từ từ với những tình huống e lên, dùng quy trúng kẻ địch rồi e lần hai về. Đối thủ sẽ phải phân tâm rất nhiều trong việc chọn vị trí để ăn lính, né kỹ năng của bạn và dần tới mức thua đường. Bạn có thể áp dụng ngay những cách chơi của Faker vào các trận đấu của mình, bởi nó không hề là những pha xử lý gì quá phức tạp cả. Chỉ với việc lựa chọn ngọc bổ trợ và trao đổi chiêu thức hợp lý. Game thủ kêu cứu cộng đồng vì tìm hơn 37 tiếng không thấy trận. Với lượng người chơi khổng lồ, Liên minh huyền thoại và đấu trường chân lý thường sở hữu thời gian tìm trận cực kỳ ngắn. Với những mốc xếp hạng từ bạch kim trở xuống thì thời gian tìm trận là dưới 30 giây, lên rank cao hơn như kim cương, cao thủ thì bạn cũng chỉ mất khoảng vài phút để có thể chơi được game. Cùng lắm là ở những mốc rank cao hẳn như top thách đấu thì mới có chuyện tìm trận trên 10 phút mà thôi. Tuy nhiên, một trường hợp hy hữu đã xảy ra khi nhà sáng lập của chuyên trang Serendirat 20, Mobit, đã mất tới hơn 37 tiếng để tìm trận đấu trường chân lý nhưng vẫn không thấy. Thậm chí ở dòng thời gian dự kiến bên dưới cũng chỉ ghi là mất 26 giây để tìm trận mà thôi. Cuối cùng thì anh phải cầu cứu trên mạng xã hội để tìm ra nguyên nhân. Ngay sau đó thì những game thủ dày dặn kinh nghiệm đã tìm ra nguyên nhân của lỗi này. Hóa ra, hàng chờ của đấu trường chân lý sẽ bị lỗi khi mà bạn tìm trận ở phiên bản PC nhưng vẫn đang chơi ở phiên bản di động. Thậm chí, Mobit còn chia sẻ rằng client của anh đã tắt rồi nhưng bằng cách nào đó mà vẫn trong hàng chờ. Kết quả là dẫn tới pha tìm game hơn 37 tiếng kể trên. Cộng đồng thì được một phen tá hỏa vì nghĩ rằng hệ thống của Riot lại lỗi một lần nữa. Và nó đã trở thành đề tài bàn tán khá sôi nổi. Điều này sẽ xảy ra khi client Liên minh huyền thoại PC mở trong khi chơi đấu trường chân lý mobile đó. Đúng rồi, tôi cảm thấy khá vui khi táp trở lại client game và hàng chờ vẫn chạy. Chuyện gì vậy, Mobit? Tôi đăng nhập vào ứng dụng đấu trường chân lý mobile và thấy client ở PC đóng rồi, nhưng bằng cách nào đó mà đồng hồ đếm thời gian tìm trận vẫn vậy. Ôi chúa ơi, giống hệt với lúc tôi có tìm trận xếp hạng ở khu rừng quỷ dị. Tôi nghĩ rằng 8 phút tìm trận là đủ tệ rồi, hóa ra là mình đã sai. Đừng lo, Riot sẽ giải quyết vấn đề này với một skin mới cho Lux. Có thể nói, đây là một lỗ hổng trong hệ thống tìm trận đấu trường chân lý của Riot Game. Ở các máy chủ nước ngoài, bạn dùng chung một tài khoản cho cả phiên bản di động lẫn PC và nó thật vô lý khi người ta vẫn ấn được vào nút tìm trận trong khi vẫn đang chơi game trên di động. Dù không phải lỗi gì quá lớn, nhưng Riot Game cũng nên thêm tính năng nào đó để tránh những ảnh hưởng xấu có thể xảy ra với hàng chờ của mình.